Huyện Vũ Quang phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh vừa tổ chức trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật nhân kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình Nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, mùng 6 tháng 6 năm 1847, mùng 6 tháng 6 năm 2022. Tham gia trại sáng tác tại huyện Vũ Quang có 25 hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Trong 2 ngày, các văn nghệ sĩ sẽ được đi thực tế tham quan, tìm hiểu nhiều điểm di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan, du lịch, nông thôn mới để sáng tác các tác phẩm văn xuôi, thơ, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật. Từ những tác phẩm này, công chúng hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương cũng như sự phát triển của huyện Vũ Quang sau 22 năm thành lập.